Rồi. Nó đang cắn cái điện thoại của mẹ mình kìa các bạn ơi. Ở cái điện thoại này còn xài không mẹ? Ờ, tưởng hên. Trời ơi, nó trời ơi, nó đang cắn cái điện thoại kìa các bạn ơi. Trời ơi, coi kìa các bạn ơi. Nó nhai cái điện thoại rồi. Làm gì đó. Ờ, cái mặt của Bảo toàn là cơm không vậy? Đây là cái khạp gạo da bò của mình các bạn. Đó, khạp gạo để đựng gạo á. Còn ở đây là cái thùng gạo đựng cho gạo chó, nhưng mà tại chó thì nó ăn nhiều vô thùng bự thôi. Rồi tới cái cây cây bánh răng nữa ai. Đây em út mình nè các bạn. Đây, cháu con của nó nè. Mẹ mình. Ừ. Ông cắn nha, răng ông của ông bén lắm ở nhà tôi la. Đây bé cắt tường đây các bạn, bé bích hợp chứ. Bé bích hợp đây, bé bích hợp bây giờ lanh rồi các bạn ơi. Không có cho tôi la ra các bạn, tôi la ra sợ bé bách hợp lây á, tại nó cũng đùa giỡn cả cỡ chàng á. Cưng 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 cưng. Chưa có làm hàng rào để ngày mai ba mình về kéo luôn cho rồi. Kéo xong cho rồi thả cho tụi nó đi chơi. Nằm tội nghiệp kìa. Làm gì có cái gì đâu mà ừ.
về é é. Đau. Rồi cái răng nhọn quắc nè, răng nhọn quắc nè, vậy mà đồ tính quào tôi nè, tôi cắn tôi nè. Cắn rồi, cắn rồi, cắn rồi, cắn rồi, cắn rồi. Cắn tươi hả? Cắn tươi. Bằng chân con gái nè các bạn. Hai nè. Hai nè, bốn nè. Sáu móng nè. Sáu móng luôn nè. Ai vậy? Ai vậy? Ô, em gái mình về mua bánh mì về các bạn ơi. Thôi nha. Nhọn hoắt nha. Trời ơi, cưng quá. Cưng quá à, ẩm đi chơi luôn. Quê. Quê. Tôi ẩm đô la. Tôi ẩm đô la, tôi cưng này. Tôi cưng thằng Bách Hợp. Bách Hợp bên đây là vết thương ổn định rồi. Mà đô la thì nó hay ra phá đám, hay quần quần đứa này nên là mình cách ly chứ không vậy. Chứ là nó cũng thân nhau lắm. Tối thì nó ở trong đây, ban ngày nó tự phóng ra các bạn. Nãy nó đi tung tăng cho nó đi tiểu tiện ngoài kia. Thì bụng của nó mình cũng hàng ngày mình cũng hút đi chích ba cái kháng sinh đó. Thôi xin dừng video tại đây các bạn. Thôi chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào. Gồm thấy ghê không?